Dạ Nam Mô Bố Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, con kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng. Kính mến chào tất cả Phật tử, dạ con Tâm Phương, con kính mời tất cả Phật tử cùng Tâm Phương chúng ta hướng về ba ngôi Tam Bảo để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bu ta sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma sam bu ta sa Nam mô ta sa pha ga to Arahato Samma Sambuddhassa Brahmañca Lokadhipati Sambhati Katang Chali Ang Thi Warang Ayañca Thang Sang Ti Tha Sat Ta Barañca ca cha ti ca đề xê tu thăm măng a nu khăm pi măng ba chăng tịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo vì nơi đây tâm đạo tin thành ngưỡng cầu tâm phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ con cùng tất cả Phật tử đã cung thỉnh Pháp Sư. Dạ con xin dạ kính nhường mic lại cho Đại Đức. Dạ ngưỡng mong Đại Đức nhận mic để thuyết giảng bài học hôm nay cho chúng con ạ. Con xin dâng mic lại cho Đại Đức ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn Thích Tâm Hương rất là nhiều. Nam mô Bụt Tha Dạ, dạ con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu Dư Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ kính cảm ơn, dạ kính cảm ơn tất cả. Dạ con thấy ngài vừa vào đạo tràng. Dạ ngài có nghe được âm thanh của con chưa bạch ngài? Ngài có ổn định được chưa, đường truyền chưa? Nếu ngài ổn định được đường truyền, ngài cho con xin một tín hiệu. Dạ sa thú lành tai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học. À, tuần rồi con nghe ngài nói là sẽ học tới phần tuệ. Dạ con không biết có đúng hay không, nếu mà con có sai thì ngài chỉ dạy cho chúng con sửa lại. Dạ con kính dâng mic đến ngài. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Còn kính nhân mít đến ngày ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chúng tịnh văn đệ tử Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học thanh tịnh đạo qua phần tuệ. Ngài Bồ Tát Khô Xá soạn thanh tịnh đạo
dựa theo bậc kệ mà Đức Phật ngài thuyết cho vị chư thiên nghe. Sele Patitha Yanaro Spanyo Chitang Panyang Chak Pavayam. Người có trí trú giới, tu tiến tâm và tuệ, Atapi Nipako Phikhu So Imang Vichata Ye Chitang. Nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát trì. Thì trú giới ở đây, ngài Vua Thất Khu Xá ngài đã giảng xong về cái phần giới Sila Đi Sô, tu tập tâm, tức là tâm thượng tâm hay là định, ngài đã giảng xong về, ngài đã viết soạn cái phần định chúng ta vừa xong đó. Bây giờ đến tu tiến tuệ, thì bắt đầu từ cái phần này ngài giảng về sự tu tập tuệ. Trước hết, chư Phật chúng ta nên hiểu chữ tuệ ở trong cái lời kệ mà Đức Thế Tôn ngài thuyết tu tập tuệ. Tuệ này không có đơn giản là cái trí tuệ thôi, mà tuệ ở đây phải là tăng thượng tuệ ở Tây Ban Nha. Giới được Đức Thế Tôn ngài dùng cái từ gọi Athisila là tăng thượng giới. Định ngài gọi là Athichitta là tăng thượng tâm. Và tuệ là Thích Bình Nha, tức là tăng thượng tuệ. Thì trong bài kinh Trạm Xe ở Trung Bộ Kinh, tôn giả Mantaniputta Buddha đã trả lời câu hỏi của tôn giả Sariputta về cái đạo lộ tu tập của một vị tỳ kheo trong pháp luật này. Vì Đức phải hoàn tất bảy tịnh, nhưng mà rốt ráo là tri kiến tịnh, tuy nhiên cần phải có giới định tịnh, tâm tịnh. Thì giới tịnh ở đây tức là chỉ cho tăng thượng giới, giới tịnh là sila quy xuất thiết, chỉ cho tăng thượng giới, phần giới mà chúng ta đã học xong. Tâm tịnh ở đây là chỉ cho tăng thượng tâm hay là định, chúng ta cũng mới vừa học qua.
Và về tăng thượng tuệ, thì nó gồm có kiến tịnh, lý thuyết về xuất thí, đoạn nghi tịnh, căn kha của ta nói về xuất thí, đạo phi đạo tri kiến tịnh, mắt về mắt các nhà nó đất nói về xuất thí, hành độ tri kiến tịnh, Patipada Ñāna Dasana Visuddhi và tri kiến thanh tịnh Ñāna Dasana Visuddhi. Và như vậy năm tịnh sao ở trong bảy tịnh thì năm tịnh đó thuộc phần tuệ, chúng ta cứ nắm như vậy. Đạo hữu Gospel lưu ý giới tịnh là tăng thượng giới, mà tâm tịnh là tăng thượng tâm, là định chứ không phải tăng thượng tuệ. Còn kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, tri kiến tịnh, cái đó năm tịnh đó mới là tăng thượng tuệ. Khi chúng ta post trên màn hình đó, chúng ta phải cẩn thận. Một vị tu tiến tuệ tiếp theo cái phần định đã được Đức Thế Tôn thuyết tóm tắt trong bài kệ, thì trước hết là mình sẽ bàn đến các vấn đề về tuệ rồi mới trình bày chi tiết và phương pháp tu tiến tuệ. Bởi vì để biết rõ ý nghĩa của tuệ cũng không phải là dễ, nó chi đến cái sự tu tiến tuệ. Bây giờ chúng ta sẽ nói vào cái ý nghĩa của tuệ. Và nhà thù tuệ giải thích cho đủ nhiều loại khác nhau thì mênh mông khó nắm bắt ý nghĩa để tu tập. Chẳng hạn như nói đến tuệ văn, tuệ tư, tuệ tu, hay là nói đến bảy mươi lăm loại trí, và trong bất thi xong cái mắt gác,
vô ngài giải đạo, ngài của thập cô xá trong cái ngài Sariputta, ngài đã giảng trong cái phần cà tha Panya cà tha, Panya cà tha cũng đã là nhiều. Cho nên trong thanh tịnh đạo, ngài Bố Thân Cô Xá chỉ trình bày hạn chế ý nghĩa đặc biệt của tuệ tu kiến, tức là cái trí minh sát tương ưng với tâm thiện mà thôi. Cái trí minh sát tương ưng với tâm thiện gọi là Kusalacitta Samuyutta Vipassana Jnana. Ở đây trong các bản dịch không có chú dẫn Pali, cho nên chúng ta cứ ngờ ngợ không biết ý nghĩa của cái trí minh sát tương ứng tâm thiện như thế nào, cho nên chúng tôi mới trích dẫn Bali ở trong chánh văn của Visuddhimagga để làm bằng chứng cho nên khi mà các Phật tử chúng ta học mà chúng ta nghe đọc Pali đó thì các vị đừng có cảm thấy vướng bận hay rắc rối, mà quý vị cần phải hiểu rằng đó là cái minh chứng về cái từ ngữ được dịch ở trong cái tiếng Pali là như vậy, ở trong cái chánh văn của ngài Bố Thân Cô Xá với tác phẩm Thanh Tịnh Đạo ngài đã viết như vậy. Nói đến chữ tuệ Panya, do cái ý nghĩa là biết thấu đáo, Pacha Nana Athena Panya, chữ Panya là ý nghĩa, do ý nghĩa là biết thấu đáo. Biết thấu đáo là như thế nào? Biết thấu đáo là hiểu biết các phương diện, hiểu biết tường tận mọi trường hợp. Đây cũng gọi là liễu tri. Cho nên cái chữ Panya đó, nó từ cái động từ Pachanati là hiểu tường tận, hiểu rõ. Cái chữ Panya mà Hòa Thượng Minh Châu này dịch là tuệ tri, để phân biệt cái chữ Sanya là tưởng tri, tức là biết thì do trạng lại, do ký ức trạng lại, và để phân biệt là thức tri quy nha năng. Tức là cái biết theo chức năng như là nhãn thức chắc không bị nhà năng, là cái biết của con mắt hay gọi là thị giác, nghĩa là có cảnh sắc, có ánh sáng, có thần kinh nhãn, có sự chú ý là nhãn thức gọi lên để biết cảnh sắc đó, cảnh sắc xanh vàng đỏ trắng lớn nhỏ vân vân. Cái đó gọi là thức tri. Cho nên chữ Vijnanam, thức tri, Sanya, tưởng tri, nó khác với Panya là tuệ tri. Tuệ tri là cái sự hiểu biết thấu đáo, biết tường tận.
Cái biết của tuệ đặc biệt hơn cái biết của tưởng tri. Và cái biết của thức, thức tri. Ngài Bố Thí Khưu Sá, Ngài có ví dụ cái biết của tưởng là nhớ biết, biết do ấn tượng, như là đứa trẻ con thấy đồng tiền vàng. Cái biết của thức là nhận biết, biết do phản xạ tự nhiên, như người buôn bán thu chi những đồng tiền vàng. Con nít thì nó thấy đồng tiền, con nít sơ sinh đó, hoặc là 1, 2 tuổi thì nó chỉ thấy đồng tiền, nó chỉ biết là có một vật tròn tròn, màu sắc vàng hay là trắng vậy thôi, chứ nó không biết cái gì hơn. Còn cái biết của thức là nhận biết, biết cho phản xạ tự nhiên. Cái người buôn bán khi mà họ bán một món hàng rồi họ thu tiền vào, rồi họ nhìn thấy cái đồng tiền đó giá trị tương đương với món hàng mà họ đưa ra, còn cái biết của tuệ tri là hiểu biết, biết do suy xét, như người kiểm định tiền tệ trong ngân khố, người ta nhìn người ta biết là tiền này là phát hành đã lâu hay là mới đây, đồng tiền này là giả hay là thật, thật hay giả người ta biết. Thì do đó cho nên chúng tôi dịch cái chữ tưởng tri là nhớ biết, thức tri là nhận biết, và tuệ tri là hiểu biết. Trong ba cái biết ấy, chỉ có cái biết của tuệ mới đạt đến sự liễu tri tâm tướng là vô thường của nó, vô ngã, và thành tựu thánh đạo mà thôi. Như đã nói, tuệ cần phải tu tiến. Ở đây là tuệ minh sát Vipassana Ñāna. Nên bốn phương diện để nhận định tuệ này phải biết như sau. Một, tuệ có trạng thái là tỏ ngộ thực tính pháp. Ở đây hoàn toàn là nói đến chữ tuệ là tuệ minh sát. Tham mát sắp phà quá có thi về thả lắc hành nàng bay nhà. Vậy nó có cái tướng là tỏ ngộ thực tính pháp. Một khía cạnh thứ hai, tuệ có chức năng là xua tan si ám, che đậy pháp thực tính. Tham ban năng sa pha quá và tích cha đắc cá mô hành thác ca ra với thằng sân á ra xa và nhà. Khía cạnh thứ ba, tuệ có thành tựu là không si mê a sam mô ha bất chấp bất tha na và nhà. Và ý nghĩa khía cạnh thứ tư, định là nhân gần của tuệ. Samadhi tassa badathana, bởi vì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh quyển 5
Trang 3 có câu nói rằng Samahito yatha phutang jana tipassati. Người định tĩnh sẽ biết thấy như thật. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến ý nghĩa của tuệ, mà tuệ này là cái tuệ minh sát tương ưng với tâm thiện. Tuệ minh sát này nó có bốn ý nghĩa vậy. Nói về tướng của tuệ minh sát hay là trạng thái của tuệ minh sát, tức là tỏ ngộ cái pháp thực tính. Nói về chức năng hay nhiệm vụ của tuệ minh sát là xua tan cái sự tối tâm, che đậy cái pháp thực tính. Sự thành tựu của tuệ minh sát là không si mê và nhân gần cho tuệ ấy sanh là định. Giới năng sinh định, định năng sanh tuệ là như vậy. Đó là chúng ta nói xong về cái ý nghĩa của tuệ. Qua đến cái đề mục khác, thì ở trong thanh tịnh đạo, cái phần kế tiếp là nói về phân loại tuệ, gọi là Panya Vitha. Thì ngài Bút Thông Sáng ngài phân loại một tuệ một thứ Ê Cú Vi Thăng, có tuệ hai thứ Đu Vi Thăng, tuệ ba thứ Ti Vi Thăng, tuệ bốn thứ Trịch Túc Vi Thăng. Và ngài đã giải thích cái tuệ một thứ Ê Cung Vi Thăng ở đây là tuệ có trạng thái tỏ ngộ thực tính pháp. Lấy tướng của tuệ mà nói là tuệ một thứ. Còn tuệ hai thứ Đu Vi Thăng được trình bày có năm nhóm, năm nhóm tuệ hai thứ. Hai thứ tuệ đầu tiên là tuệ hiệp thế Lokiya Panya và tuệ siêu thế Lokuttara Panya. Ở trong hai thứ tuệ này thì tuệ hiệp thế là trí tuệ tương ưng với tâm, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn tuệ siêu thế là trí tuệ tương ưng với tâm đạo và tâm quả siêu thế. Cái này thì cũng dễ chứ không có khó thôi. Người có học vi diệu pháp
Khi nghe những từ gọi là hiện thế, siêu thế thì chúng ta sẽ rõ biết nó không có khó khăn. Rồi tuệ hai thứ khác nữa là tuệ cảnh lậu hay hữu lậu và sa pha sa soa và nhà, và tuệ phi cảnh lậu hay là vô lậu gọi là anna soa và nhà. Tuệ cảnh lậu hay hữu lậu là tuệ mà còn liên quan với lậu hoặc, thành cảnh của lậu đồng nghĩa với tuệ hiện thế. Còn tuệ phi cánh lậu hay là tuệ vô lậu là tuệ không liên quan với lậu hoặc, không thành cảnh của lậu, tức là tuệ siêu thế. Hai thứ tuệ khác nữa là tuệ xác định danh Nama Vavathana Vavathapana và nhà, và tuệ xác định sắc Rupa Vavathapana và nhà. Tuệ xác định danh là trí tuệ của hành giả khởi đầu tu tập tuệ quán phân biệt bốn phi sắc quấn, tức là thọ tưởng hành thức. Còn tuệ xác định sắc là tuệ quán phân biệt sắc quấn của vị hành giả khởi sự tu tiến tuệ quán. Ở đây khi nói đến cái tuệ xác định danh, xác định sắc đó, là chúng ta nên lưu ý trong thân này nó gồm có hai thành phần, danh và sắc. Danh ở đây chính là tâm tâm sở, sắc ở đây tức là sắc tứ đại. Khi mà chúng ta xác định danh bằng cái trí tuệ thì chúng ta phải biết thọ tưởng hành thức, nó là danh và sắc pháp, nó thuộc về sắc. Hai thứ tuệ khác nữa là tuệ câu hành hỷ sumanassa sahagata paññā và tuệ câu hành xả upekkha sahagata paññā. Tuệ câu hành hỷ là trí tuệ sanh chung với thọ hỷ trong hai cái tâm thiện dụng giới, thọ hỷ hợp trí, và 16 tâm đạo thọ hỷ. Còn tuệ câu hành xả là trí tuệ mà sanh chung với thọ xả trong hai tâm thiện dụng giới, thọ xả hợp trí, và 4 tâm đạo ngũ thiền. Này chúng ta nhìn bản nêu chúng ta sẽ rõ
Ở đây Ngài Bồ Tát Cô Xá cũng có giải thích thêm cái sự phân loại tuệ câu hành hỷ và câu hành xả. Ngài chỉ lấy tâm thiện dục giới và tâm đạo chứ không kể tâm tuệ, không kể tuệ trong tâm quả sự thế, tuệ trong tâm thiền đối đại. Cái này quý vị chú ý, chứ không phải là chúng tôi soạn thiếu. Vì đang nói đến tuệ minh sát Vipassana Ñāna, cho nên chỉ lấy tuệ ở trong cái tâm thiện dục giới, ở trong tâm đấu đại thôi, trong tâm đạo thôi. Chứ không nói đến tâm thiền, sắc giới, vô sắc giới. Mặc dù thì sắc giới, vô sắc giới cũng vẫn có trí tuệ tương ưng, nhưng mà tuệ ở trong thiện, trong tâm thiền, sắc giới thì vô sắc giới tuệ đó, nó không thành tuệ nguyên sắc, cho nên không có kể. Thứ năm, có hai thứ tuệ khác nữa là tuệ kiến đạo Dasana Phumi và tuệ kiến đạo Phawana Phumi Panya. Tuệ kiến đạo là trí tuệ trong tâm sơ đạo, vì ý nghĩa tuệ này thấy cái chưa từng, biết cái chưa từng biết. Còn tuệ kiến đạo là trí tuệ trong ba đạo cao, vì ý nghĩa của tuệ này biết cái đã biết, tiến bậc lên từng cấp. Cho nên tuệ ở trong sơ đạo thì gọi là tuệ kiến đạo, tuệ ở trong nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì gọi là tuệ kiến đạo. Bây giờ chúng ta lại nói đến tuệ ba thứ, phân loại ba thứ. Tuệ ba thứ được trình bày có bốn nhóm. Nhóm thứ nhất ba thứ tuệ là tuệ tư Cittamaya Paññā, tuệ văn Sotamaya Paññā và tuệ tu Phawana Paññā. Trí tuệ có được do tự mình suy nghĩ, không nhờ nghe người khác thì đó gọi là tuệ tư.
Còn ở đây tuệ tư được nói đến ở trong bộ Nguyên Phần Gán, bộ phân tích thì giải thích là trí thông minh, sáng kiến và biết mẹo mực hoặc quan niệm đúng đắn, phán đoán chính xác và tự suy niệm về nghiệp quả hoặc tự nhận thức về định luật vô thường vân vân, tất cả cái đó gọi là tuệ tư. Còn trí tuệ có được do nghe người khác nói hay dạy cho hiểu biết gọi là tuệ văn. Như khi chúng ta nhờ nghe pháp, học pháp mà chúng ta hiểu thì cái tuệ đó được gọi là tuệ tuệ văn. Còn trí tuệ nơi người đắc thiền định hoặc đạo quả gọi là tuệ tu, vì nhờ tu trí mà chúng đến. Ba thứ tuệ khác là tuệ biết cảnh hy thiểu, tuệ biết cảnh đau đại, tuệ biết cảnh vô lượng. Trí tuệ biết các pháp dục giới gọi là tuệ biết cảnh hy thiểu. Còn trí tuệ mà biết các pháp sắc giới, vô sắc giới gọi là tuệ biết cảnh đau đại. Còn trí tuệ mà biết niết bàn gọi là tuệ siêu thế, gọi là biết cảnh vô lượng. Ba thứ tuệ khác nữa là tuệ thiện xảo tăng ích, ayakosalapanya, tuệ thiện xảo tổn giảm, apaya cô sa la pa nha, và tuệ thiện xảo phương cách, upaya cô sa la pa nha. Tuệ hiểu rõ mỗi mỗi việc làm nào có lợi có tiến hóa thì làm việc ấy, đó được gọi là tuệ thị xảo tăng ích. Ích đây ích lợi. Ở trong vị pháp của phân tích có nói, hiểu rõ khi ta tác ý các pháp này, những pháp bất thiện chưa sanh không sanh, và những bất thiện đã sanh được tiêu mất. Khi ta tác ý pháp này thì những thiện pháp chưa sanh sẽ sanh khởi, và những thiện pháp đã sanh càng tăng trưởng lớn mạnh và phát triển thêm nữa. Đây gọi là tuệ thiện xảo tăng ích. Cũng ở trong cái bộ Nguyên Văn Gá được giải thích cái ý nghĩa này. Còn nói đến tuệ thiện xảo tổn giảm là tuệ hiểu rõ việc làm nào có hậu quả bất lợi không tiến hóa thì bỏ việc ấy. Cũng trong bộ phân tích Nguyên Phần Gán có nói, trí biết rõ chi là ta biết rõ khi ta tác ý các pháp này thì những thiện pháp chưa sanh sẽ không sanh, và những thiện pháp đã sanh bị tiêu mất. Khi ta tác ý pháp này thì những bất thiện chưa sanh sẽ sanh,
Và những pháp bất thiện đã sanh càng dân, đây gọi là tuệ thiện xảo tổn giảm. Ba cái tuệ này thì nó hơi khó hiểu chút xíu, cũng không có gì tại vì cái từ mà gọi tăng ít hay là tổng giảm chúng ta nghe chúng ta thấy nó khó hiểu hay là nó khó nhớ, nhưng mà kỳ thật thì cái này nó dễ lắm. Hãy chúng ta biết được cái điều tốt để tiến hóa thì cái đó gọi là tuệ tăng ích. Còn chúng ta biết cái gì là pháp bất thiện đưa đến sự nguy hại thì chúng ta loại trừ nó ra, đừng có để cho pháp bất thiện đó mà nó chi phối, thì như vậy gọi là tuệ tổn giảm. Tổn giảm đây tức là làm cho mất bất thiện pháp. Khi mà chúng tôi viết hoài, chúng tôi cố gắng tuệ thiện xảo phương cách là trí hiểu biết cách ứng phó để làm điều tăng ích và để không làm điều tổn giảm. Sau khi hiểu biết nhân tiến hóa thì tìm phương cách thực hiện nhân ấy. Sau khi biết rõ nhận thức nhân thói quá thì lìa cách tránh, thì tìm cách tránh né nhân ấy. Đó là ý nghĩa của từ thiện xảo phương cách. Cuối cùng ba thứ tuệ khác là tuệ khuynh hướng nội phần, tuệ có khuynh hướng ngoại phần, tuệ có khuynh hướng nội ngoại phần, tức là tuệ minh sát khởi sự nắm bắt quưởng tự thân làm đối tượng, thì như vậy gọi là tuệ có khuynh hướng nội phần. Còn tuệ khuynh hướng ngoại phần là chỉ cho tuệ minh sát khởi sự nắm bắt quẩn tha nhân, gọi là nắm bắt ngoại phi quyền làm đối tượng. Cái này cũng ở trong thanh tịnh đạo mà nói ra chúng tôi tóm được như vậy. Còn tuệ khuynh hướng nội ngoại phần là tuệ minh sát khởi sự nắm bắt cả hai bên trong và bên ngoài để làm đối tượng. Như vậy là sự phân loại tuệ theo tám, phân loại tuệ theo ba thứ đã được nói đến là bốn, đã trình bày xong. Tuần sau chúng ta sẽ học về tuệ, phân loại tuệ theo bốn thứ. Đến đây thì chúng tôi xin được
kết thúc ở tại bài học bài giảng tại đây. Các Phật tử chúng ta ghi nhớ tuần sau chúng ta học Thanh Tịnh Đạo phần phân loại tuệ và theo tuệ bốn thứ, tuệ bốn thứ. Bây giờ thì mời Phật tử MC đọc cho quý vị hồi hướng phước, rồi chúng ta đi sang cái rừng lớp Phật Pháp Bút Thơ Thầm Mạc. Nam Mô Bồ Thầy. Thưa thú chúng con thành kính tri ân Ngài Tự Siêu đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cô bác, dạ con. Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ con cũng thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi cho đạo tràng, cho đạo tràng chúng con toàn đủ phước báo. Con kính nhân Minh Tránh Sư. Bảo quả tu sắp bà mang gà lăng rạc khăn tu sắp bè đê quả tu sắp mà bù đà nữ phá vệ nà sá đà sở thị phong quanh trư tê. Bao quát tu sắp mà mang ở lang ra khăn tu sắp bề đề quát tu sắp bằng hàm ma nở phá quê nơ sa đa sở thị phong quanh tư tê. Bao quát tu sắp mà mang ở lang ra khăn tu sắp bề đề quát tu sắp bằng sang kha nở phá quê nơ sa đa sở thị phong quanh tư tê. Tất cả phương báo hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ sa thu lần thầy, dạ thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính chân ngài Tề Siêu từ bi hoan hỷ quang lâm đạo tràng để thuyết giảng vi luật pháp ngày hôm nay cho đệ hàng vật đệ tử chúng con được học hiểu và được thành cho sự được sự an vui sự tiến hóa. Chúng con sẽ thành kính tri ân ngài Tề Siêu và chúng con cũng xin là kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đông sau khi nghe pháp. Vatthana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch về ba ngôi tam bảo để cùng Vatthana chúng ta hồi hướng phước báo mà chúng ta mới tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới và tinh pháp. Nam mô Phật Thầy ya. Ya te vada san ti vi ha ra wa si ni tu pe kha re po thi kha re ta hing ta hing ta tha ma da ne na pha wan tu pu chi ta so ting ka ron te tha vi ha ra man da le te ra ja ma cha na va ka ja pi kha wo Sāramika dāna pati upāsaka Gāma ca desa nikāma ca isara Sāpāna puta sukhita pavantu te Chāla bhuja ye pija anda sambhava Saṃseda ca tātta vopapatika Niya nikang kama warang pati jate Sabe piduka sakaron tu sang kayam Tatu jirang satang tammo Tamma taraja pukala
sang khổ tu sa ma khổ và atha ya cha hi ta ya cha am he ra kha tu sa tham mô sa bê pi tham ma cha ri no vô thịnh sam pa pu nai ya ma tham ma ariya pa ve di te idang no nyati nang hon tu sukhi ta hon tu nyata yo idang no nyati nang hon tu sukhi ta hon tu nyata yo idang no nyati nang hon tu sukhi ta hon tu nyata yo. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Bằng văn nhàng asavakha yavahang nipanasa pakjayo ho tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật pháp trong room pháp cú kinh hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 Việt Nam trở lại room để sinh hoạt Phật pháp địa thường đây, hồng mong được sự an vui và sự tiến hóa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính chào tạm biệt và con xin được đóng room.